Còn ai nữa? Ông nào nãy mới cái với tôi nữa nè? Ông nào? Đội này thắng lớn hả đại ca? Hên đó, mình nằm kèo trên. Mình đã bạn ăn 8 á. Ăn 8 là ăn 8 thua 10 đó hả? Ủa bộ mày mới vô nghề hay sao mày không biết cái dụng này mày? À không, tại vì em thấy anh lanh lẹ, nếu không gà xuống còn ăn 5 ăn 6 là anh lỗ lai rồi. Đúng rồi, mắc tiền chứ bộ. Thôi, ở chơi nha, để tao ra tao cắt đồ mới. Nè, chậm đổ đi. Ê, quay lại tao biểu coi. Chuyện gì vậy đây ca? Mày đâu vậy? Qua bên kia coi cắp độ gà. Bên đây đang cắp nè. Sao mày không cắp mà qua kia mày cắp? Mấy con gà này em không có thích. Mà mày lại, tao thấy mày lão quắc vậy. Mới gặp nhau mà nắng gần nhau kiểu này, mai mốt được cả học tôi tới nó nha chích lũi. Thôi, anh em không à, hiểu lầm thôi. Mày đi đâu thì mày đi đi. Em đi nha. Tao bỏ tên cúng cơm của tao lâu rồi, sao mà nó biết? Xử nó cho tao. Ủa, sao kỳ vậy? Biết lắm mà. Anh đi đâu mà giờ mới về? Chơi bời nhậu nhẹt ở đâu phải không? Bậy, anh kẹt một chuyên đề quan trọng, phải duyệt cho xong để ngày mai lên bài rồi. Mới thay ổ khóa hả? Ủa, tại khu này mới có mấy căn hộ mua à, em thấy không có an toàn lắm. Em lại hay tới đây mình nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao? Anh không sợ về tương lai của anh gặp nguy hiểm hả? Chưa, mặt của em như sư tử Hà Đông, như thằng nào ngu lắm mới nhào vô. Anh nói cái gì? Thôi anh giỡn, đi vô đi. Chờ anh nãy giờ cơm canh nguội hết rồi, thôi để em đi hâm lại. Không cần hâm, từ từ hâm. Trên đường đi về anh định mua đồ ăn rồi, nhưng mà anh nghĩ em qua đây thế nào em cũng sẽ nấu đồ ăn cho anh ăn, cho nên anh khỏi phải mua, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Tính kỳ bo keo kiệt của anh không chịu bỏ à? Trời, keo kiệt vậy mới lấy được vợ chứ, không biết gì hết. Nè, đêm nay em ở lại đây đúng không? Ủa, bộ anh muốn dẫn nhớ này về đây hay sao mà hỏi em là muốn ở lại hay không? Ngu gì làm vậy.
Ông chồng nào lúc tán gái cũng nói vậy hết trơn á. Ê, cái này không có tán gái nha. Cái này là đang nói chuyện với bà xã của anh đó nha. Ủa, vậy còn bà vú già của anh thì sao? Em nói chị Vân á hả? Chứ còn ai nữa? Thùy, anh không thích em nói năng kiểu đó với chị Vân đâu nha. Anh đã nhắc em chuyện này bao nhiêu lần rồi sao em không chịu sửa vậy? Ủa, anh thừa biết là bà có ác cảm với em, tại sao em phải tôn trọng bà chứ? Em sai rồi. Chị Vân không có thành kiến gì với em hết, chẳng qua là chị chưa tin tưởng em thôi. Em làm cái gì mà bà không tin tưởng em? Bộ em đi khách sạn với thằng khác hả? Em làm cái gì mà lớn tiếng dữ vậy Thùy? Vậy thì sao? Bây giờ anh mà không giải thích xong thì coi như anh đừng có trách em. Thôi bỏ đi, anh không muốn cãi chuyện này với em. Em đi hâm đồ ăn đi, anh đói bụng rồi. Bữa nay anh mà không nói xong chuyện này coi như em với anh hết quen. Em làm cái gì mà dữ vậy Thùy? Vợ nói đi, tại sao cái bà già đó mà không tin tưởng em? Anh cấm em không được xúc phạm chị của anh nha. Được rồi, vậy thì bây giờ anh kêu bà lại đây làm mẫu xin cho anh đi. Nè Thùy, trời ơi. Mày mở cửa chưa? Mày không mở phải không? Tao phá cửa vô bây giờ đó. Mở cửa. Con quỷ cai, mày mở cửa chưa? Mày giỏi mày ở trong mày đóng cửa luôn đi nha. Mày nghe không? Mày mở cửa ra cho tao. Mở cửa ra. Lì hả mày? Lại đây. Mày lại đây. Đi lại đây. Đau không mà? Mày không mở cửa hả? Tao bóp cổ chết của mấy thằng bây giờ nè. Hả? Mở chưa? Đồ khốn nạn. Mày sao lấy con mình để làm con tin hả? Mày không hả? Mày ngon hả? Mày ngon mày khóa cửa luôn đi. Mày đừng có đánh mẹ. Đánh cái gì? Mày con nít mày biết cái gì? Mẹ Hằng ơi, con có sao không? Con sao? Con đó. Nè, con có sao không con? Mày chạy đó. Chỗ đó đâu? Chỗ đó mày có ở đâu? Tôi không biết. Mày không biết hả? Hả? Đừng có đánh mẹ. Ơi, buông tao ra. Buông tao ra đi bà. Buông ra. Con sao? Con ra! Là con tôi, con người gì tiếc? Mày hả mày? Mày dám đánh tao hả? Đánh tao nè! Tao giết mày! Đi con! Đứng lại! Mày! Mày à! Khốn nạn! Tại sao mày đối xử với vợ con mày vậy hả? Tao đâu có quýnh nó đâu. Nó tự té mà. Mày không tin mày hỏi nó coi. Mày cậu đừng có đánh ba con nữa. Ba có sao không? Sao trăng cái gì? Mày hỏi thằng cậu của mày kia. Con. Trời đất ơi, ba con đánh con vậy đó hả? Nè, quánh đầu quánh mày. Nó tự té nghe. Ê mày nữa, mày ý mày là em tao, mày có võ, mày quánh ai mày quánh hả mày? Thôi đi Triệu, đủ rồi. Cái thứ rác rưởi như vậy, chị luyến tiếc gì nữa, không đi về nữa đi. Cậu đừng có đánh ba con nữa. Cậu không đánh nữa đâu. Mày còn đụng tới hai mẹ con chị nữa, đừng có trách tao nha mày. Lại cái vụ cờ bạc nữa chứ gì? Sao chị em nói thẳng với ông giấy tờ nhà em đang giữ nè, còn ông dám tìm em không? Thiệt ra cái sổ đó không phải là thiệt. Trời ơi, cái gì? Chị mới vừa nói gì chị hay? Chị đang giỡn với em hả? Cái thiệt chị cầm ngân hàng để trả nợ cờ bạc của anh Tiến mấy lần trước rồi. Sao lúc đó chị nói chị mượn bạn bè chị mà? Bạn bè nào dám cho mượn nữa em? Trời ơi, sao chị liều quá vậy? Chị không biết làm vậy là ở tù như chơi không hả? Thì phải làm như vậy để mấy chủ nợ khác không có siết nhà. Họ mà biết chị cầm sổ đỏ chắc có nước bỏ xứ trốn luôn. Được rồi, bây giờ cho dù chị có qua mặt các chủ nợ đó đi, nhưng mà chị vẫn tiếp tục mở dân miệng mèo nè. Cái con mèo đó nó ham ăn lắm, nó ăn không bao giờ biết no đâu, chị hiểu không? Chị xin lỗi. Em xin lỗi.
Chị đừng buồn nữa nha. Em có lỗi gì đâu. Thôi em về đi. Làm sao mà được, nó ngủ rồi kìa. Thôi để em chở chị về nhà em nghỉ. Chị cứ ở đây bao lâu tùy thích. Nhưng mà chị gái thì em chỉ có một người là chị thôi. Còn bạn gái không có Thùy thì có người khác có sao đâu. Chị vì bé Hân mà không chịu ly dị với ổng hả? Chị không muốn quá khứ lặp lại. Sao chị có thể so sánh như vậy được? Ba mẹ của mình bị tai nạn mất chứ có phải bỏ nhau đâu. Dù gì thì chị em mình lớn lên không có ba mẹ đã là thiệt thòi rồi. Chị không muốn bé Hân có cảm giác tổn thương giống chị em mình, dù chỉ là một nửa. Nhưng chị gắng gượng được bao lâu? Tới khi nào đến ngưỡng thì sẽ tự đứt thôi. Em hy vọng tới ngày đó chị không gục ngã. Chị nghỉ ngơi đi. Thưa cậu, con đi học. Mẹ, hôm qua cô giáo nhắc con đóng tiền học tháng này á. Chết. Mẹ biết rồi, con nói với cô vài ngày nữa nha. Dạ. Bé Hân, tiền học bao nhiêu con? Dạ, 500 ngàn đó cậu. Thôi, cái này em để chị. Chị cứ để em. Thưa mẹ, con đi học. Ừ, vô đi con. Nè, cầm đóng tiền học đi con. Còn dư á, cho con ăn bánh. Nè, con lấy đi. Dạ, con cảm ơn cậu Chiều. Mẹ, vậy chiều nay ba có đón con không? Không, mẹ sẽ đón con. Dạ. Thôi, con đi học đi. Dạ. Mình đi chị. Thôi em đi làm đi. Chị nè, chị cặp xe ở đâu vậy? Chị em đi, em đi chuộc lại cho.
Chị không rõ nữa, là tự ông đi cầm chứ không phải chị. Thôi, để chút nữa nghỉ trưa chị đi ra chợ cũ mua xe đạp chạy tạm cũng được. Em đi làm đi. Chị xin lỗi nha. Mấy anh thông cảm, vài bữa nữa được. Mẹ mày, giỡn mặt với tao à? Mấy anh thông cảm đi, vài bữa tôi sẽ đưa mà, nha. Thôi con, tao không biết. Có chơi có chịu, ai biểu chị lớn làm gì? Bữa đó tôi mà thắng lên tôi cũng trả hết cho mấy ông rồi. Trả cái cũ lẫn cái mới, đâu có để cho mấy ông quýt con nhà bẹp vậy đâu. Thôi được rồi, bây giờ tao không muốn nói nhiều với mày. Trong vòng một tuần mày phải trả phong nửa số tiền đó, còn không á mày coi chừng cái mạng chó của mày đó. Đi tụi bay. Nhớ cho mày, cái mạng cùi của mày thì nhầm nhò gì ngồi chừng vợ con của mày đó. Tụi bay đụng tới cô vợ tao hả? Thoải mái, dám đụng tới con bé Hưng hả? Tao liều cái mặt chó này với tụi bay đó. Gì quọ quọ vậy? Trời, anh còn trẻ mà mặt anh như ông già vậy. Rảnh không? Uống với em ly cà phê đi. Thôi, tôi còn mấy bài chưa làm xong nữa. Anh Triệu, sáng sớm đi uống với em ly cà phê đi. Uống cho nó tỉnh táo người anh. Hả? Ê, Trâm Anh, em uống gì? Cà phê sữa ha? Đang sợ sếp la nè. Ở đó mà còn cà phê cà pháo. Sao vậy? Anh làm xong hết rồi mà. Em đang gặp rắc rối chỗ này nè. Anh coi lại giùm em nha. Triệu, ban phóng sự điều tra nghe đây à. Cậu qua phòng tôi đi. Dạ, em qua liền. Cái phòng chữ này nè, em chỉnh lớn lên. Chỗ này nè, em minh đậm lên nữa. Tiêu đề của mình đó, rất là quan trọng. À, Triệu, tôi đã đọc qua bài viết của em rồi. Bố cục rất là chặt chẽ, tuy nhiên ngôn từ sử dụng có phần rất là hằn học. Em có bức xúc gì về vấn đề cờ bạc này hay sao? Dạ, nguyên tắc đầu tiên của phóng viên là không nên để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng tới những quan điểm cũng như là vấn đề mình trình bày. Em đã vi phạm vào luật này, cho nên là tạm thời anh không thể duyệt bài này được. Dạ, em sẽ chỉnh sửa lại. Xin phép anh. À, Triều à, thực ra vấn đề của em là gì hả? Dạ, anh rể của em cờ bạc nợ nần chồng chất. Cuộc sống của hai mẹ con chị em bây giờ như dưới địa ngục vậy. Hãy nhờ bên công an nếu như mà em cảm thấy bế tắc. Em chỉ sợ nếu báo công an, bọn chúng sẽ trả thù hai mẹ con chị em. Anh cũng hiểu, dính vô cờ bạc á, chẳng khác nào là tự sát, mà còn liên lụy tới người thân mình nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép anh. Ừ. Hmm.